em ở trong hội thánh à, trong lớp học tiên tri ạ. Dạ, em tên là Minh Thùy ở nhóm Anne ạ. Và hôm nay em xin phép được làm chứng về những điều mà trong trong tuần vừa rồi đã vừa xảy ra. Là ở cái kỳ học trước thì em có được mục sư Phong là có nói tiên tri cho mình. Thì sau đó thì em có cầu nguyện với Chúa về những điều mà mục sư Phong đã tiên tri cho mình. Thì em hỏi cầu nguyện với Chúa đầu tiên ấy, đó là mục sư có nói với em hai điều. Điều thứ nhất là mục sư nói là nhà của em thì ở đây thấy là ai đến thì cũng được ăn bánh nóng. Vâng. Và điều thứ hai là có một người chị em mà em cũng đang giúp đỡ thì mục sư nói là phải kiên trì nhẫn nại với người chị em đấy. Thì khi mà em cầu nguyện cho hai cái điều đấy thì hai cái điều đấy đều ứng nghiệm và xảy ra rất là tuyệt vời ạ. Vâng, em xin làm chứng điều thứ nhất là đối với người chị em mà em đang giúp đỡ thì người chị em đấy cũng ở công ty của em, làm cùng với em. Và người chị em đấy thì cũng đang trong tình trạng là rất là nguội lạnh với Chúa và không đi nhà thờ. Thế là trong công việc ở công ty xảy ra những cái rất là khó khăn mà mình biết là bản thân mình không thể làm được. Thì em đã nói với cả em ý là bây giờ mình là những người có Chúa thì mình cùng nhau cầu nguyện nhé. Thế là khi mà hai chị em cùng cầu nguyện thì em bắt đầu em mới được đụng chạm và em mới cũng lớn tiếng em cầu nguyện và em mới có được cái sự rất là ngọt ngào với Chúa. Vâng. Và sau khi mà hai chị em cùng cầu nguyện xong thì em nhìn thấy một cái hình ảnh là ngày hôm sau thì bên công ty của em là chuyên cung cấp trái cây hoa quả vào các hệ thống siêu thị lớn như hệ thống siêu thị Lotte rồi Big C và siêu thị lớn toàn quốc. Thì ngày hôm sau là ở siêu thị Lotte đấy người ta có cái đoàn cán bộ cấp cao của siêu thị đến để kiểm tra. Và em nhìn thấy hình ảnh là một cái mặt hàng của bên công ty em sẽ là cái gọi là cứu cánh cho siêu thị. Và sau đó thì bên em sẽ có được mua hàng nhập bổ sung với cái giá rất là tốt. Thì khi em nhìn thấy điều đấy và sáng ngày hôm sau thì mọi việc nó diễn ra đúng như thế ạ. Vâng, ở bên siêu thị Lotte người ta không hề đặt cái mã sản phẩm đó là bơ. Thế mà vì lãnh đạo cấp cao đến và họ bị thiếu bơ và họ đã phải gọi để cầu cứu cho bên em. Và quả thật là bên em đã giúp cho họ cung cấp được cái mặt hàng trái cây là quả bơ vào. Và vì thế mà bọn em đã thiếu cái mặt hàng bơ để giao cho siêu thị Big C. Và đến chiều thì phải giao. Thế là một nhân viên của em phải đi ra ngoài chợ đầu mối để mua. Mà đi tìm cả chợ thì không có một hàng nào có cả. Thế mà đến đúng là đến cuối chợ thì có một cô ấy lại đến và cô ấy tự nguyện là cô ấy nhường cho một cái thùng là một thùng 50 kg trái cây đấy và mua với cái giá rẻ hơn so với cả giá ban đầu. Thì đúng là tạ ơn Chúa là những cái điều mà mình vừa mới khi mà hai chị em cùng chung tín cầu nguyện mình nhìn thấy như thế thì là đều được ứng nghiệm ngay ạ. Và cái điều thứ hai nữa đó là khi mà em cầu nguyện về vấn đề mục sư có tiên tri cho gia đình em là nhà của em sẽ là nơi này là có bánh nóng hàng ngày ấy, thì khi mà em cầu nguyện thì em nghe được tiếng đó là nói là ta sẽ làm sạch tất cả những bộ hài cốt khô héo ở nơi này và ta sẽ ban nơi này cho các con và đây là thành ẩn náu của ta. Em nghe được cái điều đấy và cái hôm đấy là vào lúc 12 giờ 04 phút ngày 29 tháng 9 thì sau đó 3 ngày ạ là bà cụ ở bên cạnh nhà em, bà năm nay 95 tuổi rồi mà bà đã bị kiểu như là bị tai biến và nằm một chỗ hơn 20 năm nay. Thì bà có cái tình trạng là bà bị ốm, bị mệt và khả năng là không qua khỏi. Thì sáng hôm đấy là ngày Chúa Nhật thì đáng nhẽ ra là hai vợ chồng em sẽ đi ăn dự cái một cái buổi cùng với chồng em thì đột nhiên thì chồng em bảo thôi em đi về thì em đừng đi nữa. Thì khi mà em đi về nhà thì em lại cứ luấn quấn thế nào em lại sang bên nhà bà cụ và em thấy bà và em đã vào em cầu nguyện cho bà
và em cầu nguyện để em nói là ngày hôm nay cho phép con được cầu nguyện cho bà để tên của bà sẽ được viết vào trong sách sống ở trên thiên đàng nhé. Và nếu như mà bà đồng ý thì bà hãy dùng ánh mắt để cho con biết được là bà đồng ý nhá. Thế là em nhìn thấy ánh mắt của bà long lanh lên như thế này. Và em đã cầu nguyện để bà được là con cái của Chúa. Và sau khi mà em cầu nguyện xong em đi về đang nổi hết gai ốc thì chỉ chưa đến 20 phút sau, 30 phút sau bà qua đời. Và tạ ơn Chúa vô cùng là thế, là đúng là bà cụ thì nằm liệt một chỗ hơn 20 năm rồi, đúng là như là một bộ hài xác khô, một bộ xương khô không có gì cả. Thế mà tạ ơn Chúa là trước khi mà bà qua đời thì Chúa đã cho em sang và giúp cho bà tiếp nhận tin Chúa, và tạ ơn Chúa vô cùng vì những cái điều, thứ nhất là mục sư đã tiên tri cho em và gia đình em, cũng như là những điều mà Chúa đã làm ạ. Dạ, xin dâng vinh hiển cho Chúa ạ. Chúng ta cùng đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời hôm nay. Chúa, chúng còn đến với Chúa trong thời giờ này. Chúng con biết Chúa có một chương trình lớn lao, chương trình vĩ đại, chương trình cho chúng con một tương lai đầy hy vọng. Nhưng mà lắm khi chúng con thờ ơ, chúng con không biết, chúng con thiếu sự quan tâm, để rồi chúng con lỡ những cái cơ hội mà Chúa đem đến chúng con. Cho giờ này con cầu nguyện, Thánh Linh của Ngài tác động trong chúng con giờ này. Thánh Linh Chúa sức dầu cho chúng con như này. Xin Ngài mở mắt, mở lòng của chúng con, mở tâm trí chúng con. Để chúng con có thể hiểu được làm sao để chúng con sẽ đạt được những điều gì mà Chúa hứa cho chúng con, để dành sẵn cho chúng con. Con cảm ơn Ngài. Thưa Chúa, ai trong chúng con tại đây, chúng con đang trăn trở, chúng con đang vật lộn với những sự cản trở, những gì mà Chúa hứa dành cho chúng con. Con cầu nguyện Chúa giờ này sức dầu chúng con giờ này. Mở mắt chúng con như này để cho con nhìn thấy được lẽ thật của Chúa. Chúng con có hy vọng nơi Ngài. Và chúng con tin tưởng nơi lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa và chúng con nhớ cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Shalom, xin thân ái chào tất cả các anh chị em. Hôm nay chúng ta qua bài học và tôi nghĩ là đây là rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy được những cái sự cản trở khiến cho những lời tiên tri của chúng ta không được hiệu nghiệm. Có rất nhiều người chúng ta thắc mắc là tại sao tôi đã được lời tiên tri đó nhưng mà tới bây giờ chưa thấy nó xảy ra. Có nhiều người chúng ta bỏ cuộc bởi vì chúng ta thấy những lời tiên tri đó nó không có như chúng ta mong đợi. Chúng ta đã nói đến bài học vừa qua, đó là chúng ta đánh mất những cái cơ hội bởi chúng ta bước đi trong những sai thời điểm và có những thử thách đến cho đời sống của chúng ta không có biết, cho nên chúng ta không có cách nào để chúng ta ứng xử, và chúng ta không thiếu sự hiểu biết cho nên chúng ta không biết làm sao để chúng ta làm trong những thời điểm của sự thử thách. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến bài thứ 14 là những ngăn trở khiến lời tiên tri không ứng nghiệm. Và câu thánh tôi chọn ở tại đây đó là trong Hebrew đoạn 4 câu 2 và câu 3. Vì chúng ta cũng được nghe truyền giảng phúc âm như họ được nghe những ngày trước. Nhưng sứ điệp họ nghe chẳng ích lợi gì vì họ đã không kết hợp với đức tin khi nghe. Còn chúng ta tin cậy nên được vào sự an nghỉ. Kinh Thánh trong Hebrew
đoạn 4 câu 2 câu 3 cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng. Đó là những người nhận được lời tiên tri từ nơi Chúa, những lời hứa từ nơi Chúa dành cho tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Jacob. Thậm chí Chúa thề với họ, nhưng mà họ không nhận được. Và lý do cái lời tiên tri đó không nhận được là tiên tri đó không đem ích lợi gì cho họ, bởi vì họ không kết hợp với đức tin khi nghe. Đây là điều rất là quan trọng. Khi chúng ta lơ là với lời của Chúa, chúng ta coi thường cái lời tiên tri và chúng ta coi nó không có đặt nó nặng, không coi trọng cái lời tiên tri của Chúa, thì cái lời đó dù Chúa cho chúng ta nó không có ích lợi. Cũng như chúng ta khuyên con cái của chúng ta, khuyên nó học, khuyên nó siêng năng, khuyên nó học bài, nhưng mà nó không nghe lời chúng ta thì nó thi rớt và cuộc đời tương lai nó không có gì tốt đẹp. Cũng như chúng ta khuyên một người nào đó và chúng ta thấy rằng đây là cái mối hôn nhân, đây là cái người này không có tốt, họ không nên kết thân với người này, không nên lập gia đình với người này, nhưng mà họ không nghe. Cho nên bởi vì họ không thông tin nơi lời chúng ta nói, cho nên cuối cùng cuộc đời của họ, hôn nhân họ đổ vỡ và đầy sự đau khổ, bởi vì họ không kết hợp khi họ nghe, họ không nghe và họ không tin. Cho nên cái lời tiên tri của Chúa đến với chúng ta, dù lời đó có quyền năng, dù lời đó chính Chúa nói với chúng ta hay là một vị tiên tri nào lớn đến nói chúng ta, nhưng mà chúng ta không kết hợp với đức tin thì lời tiên tri đó nó không có thể xảy ra được. Đây là một nan đề rất là lớn đối với cho rất là nhiều người, bởi vì chúng ta không kết hợp với đức tin. Tôi muốn nói đây, đức tin ở đây không phải chỉ tin vào cái lúc mà chúng ta nhận lời tiên tri, nhưng mà tôi muốn nói đây đây là đức tin chúng ta tin ngay cả những lúc cái lời tiên tri đó không xảy ra mà dường như nó đi ngược lại những gì mà chúng ta đã nhận được. Cũng giống như trường hợp của ông Joseph, ông nhận được những lời tiên tri, ông thấy được các bó lúa của các anh mình cúi đầu trước mặt mình, các những ngôi sao cúi đầu trước mặt mình. Nhưng mà sau khi cái lời tiên tri đó xảy đến thì ông bị các anh mình bắt bớ. Ông bị các anh mình phản bội và tìm cách giết ném xuống hố, và bị bán làm nô lệ. Cho nên cái lời tiên tri của chúng ta trước khi mà nó hình thành, nó phải trải qua một cái hành trình của sự thử nghiệm. Và trong cái sự thử nghiệm đó, lắm khi cái sự thử nghiệm đó, cái lời tiên tri nó trở nên, nó cái những biến cố, những sự việc nó xảy ra trên đời sống chúng ta nó tệ hơn là những lời tiên tri mà chúng ta nói, nó đi ngược lại cái điều mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa. Và do đó chúng ta cần có đức tin để mà chúng ta nhận nó. Giống như ở trong Roma đoạn 4, Abraham tin dù 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 không có gì để ông tin được. Ông đã tin dù không còn cái gì để hy vọng được, hy vọng cả. Và thân thể của ông và vợ ông càng ngày càng yếu đuối và càng già đi, và đến lúc mà vợ ông không còn thể sinh sản được. Nhưng mà Abraham vẫn tin nơi Chúa, ông vẫn tôn vinh Chúa, dẫu những lúc mà cái lời tiên tri đó Chúa hứa với ông, Chúa thề với ông, nhưng mà không hề xảy ra. Và đây là một điều rất là quan trọng. Nhiều người chúng ta không có không hiểu được điều này. Khi cái lời tiên tri Chúa đến với chúng ta đó, nó Chúa chỉ đến chúng ta một phần thôi, nhưng mà những sự thử nghiệm mà Chúa không có báo trước, Chúa không báo cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ thử thách cái nào. Chúa không báo cho David khi mà Chúa sức dầu cho David lên ngôi vua. Chúa không báo cho David rằng là một ngày nào đó ông sẽ đối diện với tên Goliath. Cho nên khi đối diện với Goliath, David phải bước ra bằng đức tin để ông đối diện và giết tên Goliath. Chúa không nói cho David biết rằng một ngày nào đó vua Saul sẽ săn đuổi và giết ông, và ông phải chạy núp từ nơi này đến nơi kia. Chúa không có nói. Cho nên cô tôi giúp đoạn 13 câu 9 cho chúng ta biết rằng chúng ta chỉ hiểu biết một phần nào. Chúng ta nói tiên tri chỉ một phần nào thôi. Có nghĩa là cái sự hiểu biết của chúng ta không được trọn vẹn khi chúng ta nhận lời tiên tri. Và những sự hiểu biết của chúng ta để chuẩn bị sẵn cho chúng ta khi chúng hành trình bước đi trong nhận được lời tiên tri, chúng ta cũng không biết được.
Cho nên đó tại sao mà chúng ta cần phải sống bởi đức tin, chúng ta cần phải sống nhờ Thánh Linh Chúa để chúng ta sống mà chúng ta không làm trọn cái sự ham muốn của xác thịt của chúng ta. Hebrew đoạn 11 câu 6 cho chúng ta biết thế này: vì không có đức tin thì không thể nào, chúng ta ý là không thể nào, vì không có đức tin thì không thể nào. Không thể nào có nghĩa là gì? Không thể nào là tuyệt đối không thể nào. Ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu. Có nghĩa là cái lời tiên tri của Chúa đến với chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta tin rằng Chúa hiện hữu, Ngài đang sống. Ngài đang ở đó trong mỗi hoàn cảnh chúng ta tin rằng Ngài đã đang hiện hữu, và chúng ta tin rằng bất cứ chuyện gì xảy ra cho đời sống chúng ta thì mỗi sự hiệp một, mỗi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta là cái yêu mến Chúa. Không cần biết nó xấu cái nào, không cần biết chúng ta phải đối diện với điều gì. Chúng ta giống như Joseph, có những lúc mà ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta có nhìn lại những tổ phụ của chúng ta, những cái gương để chúng ta học. Nhưng mà những người trong trong cửa họ không có cái này. Họ không có cái gương nào để mà họ noi theo hết. Cho nên Joseph đương ở một đỉnh cao của tổng quản gia của nhà Potiphar thì ngày sau ông bị phản bội, ông bị lạm dụng, ông bị vu khống và ông vào trong tù và mang trong một cái tên rất là nhơ nhước, đó là hãm hiếp bà chủ mình. Và chúng ta sẽ nghĩ gì khi mà Joseph vào trong tù, người ta sẽ đối xử với một người mà hãm hiếp bà chủ, ông chủ của anh đối xử với anh như vậy, anh đã từ một cái người mà nô lệ và giờ chủ anh đã nâng anh lên tới ngày hôm nay làm tổng quản gia, tại sao anh nỡ lòng nào anh dụ dỗ anh hãm hiếp bà chủ của anh? Chúng ta đọc Kinh Thánh lắm khi chúng ta chỉ biết vậy thôi, chúng ta không có tưởng tượng. Chúng ta cần phải tưởng tượng những cái điều gì xảy ra cho Joseph để rồi chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, những cái trường hợp đó chúng ta sẽ làm gì. Cho nên không đức tin thì không thể nào, không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì kẻ nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài hiện hữu, Ngài vẫn còn đó trong bất cứ mọi chuyện gì xảy ra. Chúng người ta có thể làm hại chúng ta, người ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta, nhưng mà Chúa vẫn luôn tại trị. Ngài nghe và Ngài là thấy, Ngài Đức Giê Va Sa-ma, Ngài đứng thấy tất cả những chuyện đang xảy ra trên đời sống của chúng ta. Và Chúa cũng là đấng ban thưởng, Ngài danh xưng của Ngài là đấng ban thưởng, là đấng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Cho nên trong những cái chuyện xảy ra giống như vậy, chúng ta làm được gì? Chúng ta tìm kiếm Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho con có đức tin nơi Ngài, ngay cả những lúc mà con không thể nào tin Chúa được. Và đó là cách mà để chúng ta sinh tồn khi mà đối diện với những cái thử thách đến trên đời sống của mình. Thường một điều Chúa hay làm trên đời sống của chúng ta đó là Chúa thường thường đưa chúng ta vào trong con đường cùng. Chúa đưa chúng ta vào một cái chuyện không thể được. Chúa đưa chúng ta vào một cái chỗ mà chúng ta nghĩ rằng không còn hy vọng gì cả. Và tại nơi đó Chúa bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời làm phép lạ. Nếu chúng ta không có đường cùng, chúng ta không biết Ngài là đấng làm phép lạ. Chúng ta không bước vào trong đường cùng, chúng ta không biết rằng Chúa là đấng quyền năng. Chúng ta không bước vào đường cùng để rồi chúng ta không chúng để rồi trong cái đường cùng đó Chúa bày tỏ Ngài, và lúc đó Chúa được vinh hiển. Cho nên khi khi mà Lazarus bị bệnh, người nhà của ông đến báo cho ông biết là Lazarus bị bệnh, và Chúa đã làm gì? Chúa không không đi liền, Chúa chậm trễ lại, Chúa delay, Chúa chậm lại. Và khi mà Chúa đến nhà của Lazarus, và lúc đó là đã 4 ngày rồi, ông đã chết 4 ngày rồi. Chúa chậm lại mấy ngày để rồi khi mà ngày tới đó thì lúc đó là Lazarus đã xong rồi, đã chôn luôn rồi. Và khi mà Martha và Mary đến với Chúa và họ khóc với Chúa. Và Chúa xuống nói gì? Nếu các ngươi tin, ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như vậy, một trong những điều mà đời sống chúng ta muốn bước đi trong tiên tri đó, chúng ta cần biết là Chúa luôn luôn Ngài chậm lại. Ngài chậm lại đến giây phút cuối cùng để rồi cái sự vinh hiển của Chúa, cái quyền năng Chúa được thể hiện, và lúc đó chúng ta chỉ biết chiêm ngưỡng cái sự vinh hiển của Chúa, và chúng ta ở trong cái sự mà lạ lùng, chúng ta ngạc nhiên, và chúng ta đúng thật là Chúa.
ấy là Chúa, đó là công việc của tại Ngài làm. Cho nên chúng ta nhìn suốt trong Kinh Thánh, chúng ta luôn luôn nhìn thấy đó là một cái khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời làm cho những người nào mà đến với Chúa, bao gồm Abraham, bao gồm Isaac, bao gồm Jacob. Chúa luôn luôn đưa họ vào trên đường cùng. Jacob phải đối diện với đường cùng, bị săn đuổi, bị Laban săn đuổi, bị các anh mình đón đường để mà tìm cách trả thù anh của mình, là đón đường trả thù của mình. Và cho nên khi chúng ta hiểu được điều này đó, những biến cố trong đời sống của chúng ta sẽ đến, chúng ta không ngạc nhiên gì cả. Bởi vì lúc đó là lúc đức tin cần được khuấy dậy, đức tin cần được khai phóng, đức tin cần được 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 công bố ra. Chúng ta khi mà cái hoàn cảnh mà nó không xảy ra trên đời sống của chúng ta đó, và Chúa ép chúng ta vào trong chỗ đó để rồi chúng ta cầu nguyện. Và trong sự cầu nguyện đó, nó dẫn đến cái càng cầu nguyện, cái đức tin càng gia tăng, càng cầu nguyện dẫn đến cái sự hy vọng đó Chúa, càng cầu nguyện chúng ta càng biết cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa, chứ không còn xin xỏ nữa. Và trong những lúc giống như vậy thì chúng ta thấy bắt đầu Chúa sản sinh ra cái điều gì mà nó xảy ra cho chúng ta, nó không còn là bình thường nữa, mà nó là phép lạ, nó là một sự siêu nhiên. Cho nên Chúa để cho Anne bị sỉ nhục, bị bà người vợ bé sỉ nhục bà hết ngày này sang ngày khác. Mỗi lần bà đi đến đền thờ của Chúa để mà thờ phượng Chúa, dâng của lễ cho Chúa, thì mỗi lần như vậy đó thì bà này cứ chọc ghẹo. Cho nên những lúc mà chúng ta thấy Chúa không trả lời, những lúc mà chúng ta thấy Chúa dường như để cho mình cảm xúc mình cảm bị sỉ nhục, lúc đó mình cảm thấy như là mình bị coi thường, bị chà đạp, mình là cái nùi dẻ để cho người ta, cái thảm để người ta bước lên, thì lúc đó hãy biết rằng chúng ta cần đức tin trong lúc này, bởi vì Chúa sẽ sản sinh ra những gì diệu kỳ. Và thật vậy, chúng ta thấy rõ ràng qua những điều này, bà hết lòng đến với Chúa, bà cầu nguyện, thì chuyện gì xảy ra? Khi mà Đức Chúa Trời hành động rồi, khi Đức Chúa Trời nhậm lời rồi, thì đứa con của bà Anne trở thành một tiên tri vĩ đại. Cho nên Chúa khuấy dậy trong lòng chúng ta những sự trăn trở, những sự khó khăn, những sự nản lòng, những cái điều gì đó, để gì để chúng ta, buộc chúng ta vào trong chỗ không còn đường nào hết, chúng ta phải cầu nguyện Chúa, và để từ nơi đó Chúa đưa phép, Chúa bày tỏ phép lạ của Ngài. Chúa sản sinh ra phép lạ, Chúa sản sinh ra con người của phép lạ. Cho nên nếu chúng ta muốn bước đi trong tiên tri, chúng ta muốn trở thành một nhà tiên tri nào đó, và có thể Chúa gọi chúng ta trong nhà tiên tri, chúng ta phải trải nghiệm cái điều này. Chúng ta phải trải nghiệm. Bởi vì nếu như chúng ta không trải nghiệm, Chúa không trả lời chúng ta những hoạn nạn thử thách chúng ta, rồi sau đó bắt đầu Chúa dùng chúng ta mới có thể trở thành con người của phép lạ được. Cái phép lạ của Chúa trước nhất để cho mình. Bà Anne bà phải 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 cầu nguyện với Chúa, là khi Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài thì bà bắt đầu thấy phép lạ của Chúa dành cho mình, đó là bà sinh ra sinh ra Samuel, và Ngài sau đó bà còn thêm mấy đứa con nữa. Nhưng mà chưa đủ, chưa đủ, bởi vì Chúa muốn cái phép lạ mà Chúa làm cho bà đó, thì chính đứa con của bà trở thành là phép lạ cho cả dân tộc. Ồ, tôi ước ao gì chúng ta hiểu được điều này. Phép lạ mà Chúa chậm trễ, cái lời cầu nguyện Chúa chậm trễ trả lời cho chúng ta. Và khi Chúa trả lời cho chúng ta rồi, nó không chỉ là phép lạ của riêng chúng ta nữa, mà phép lạ cho cả thế giới chung quanh chúng ta. Xin chúng ta hãy nắm lấy điều này. Sacheri được Thiên Sứ Chúa đến báo và sinh ra đứa con là Giăng. Đây là lời tiên tri mà không điều kiện. Chúa nói với ông rằng ông sẽ có đứa con, nhưng mà ông không tin nên ông bị câm. Cho đến lúc mà Giăng Báp-tít được sinh ra. Cho nên Chúa thưởng cho những người nào mà tin. Nhưng mà khi chúng ta không tin, sẽ có những lúc chúng ta bị đọ. Giống như trường hợp của thầy tế lễ Sacheri. Chúa làm cho ông câm, bởi vì ông không tin. Rồi lý do nữa mà chúng ta
không có được là bởi vì chúng ta không biết Chúa. Chúng ta biết Chúa, chúng ta mới thể trải nghiệm được những cái điều lớn lao diệu kỳ Chúa dành cho mình. Đã nhớ trong 11 câu 32 nói như thế này, trong một bản dịch mà chúng ta sẽ thấy ở tại đây đó là: nhưng những công dân đã biết Chúa sẽ quật cường và lập những thành tích lớn lao. Những người biết Chúa sẽ quật cường và lập những thành tích lớn lao. Kinh Thánh cho chúng ta biết, Thi Thiên 103 cho chúng ta biết rằng Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài cho dân Israel, nhưng mà Ngài bày tỏ đường lối của Ngài cho Môi-se. Dân Israel họ biết được quyền năng Chúa, họ thấy được quyền năng của Chúa. Nhưng mà Môi-se ông cầu nguyện với Chúa: xin Chúa cho con biết đường lối Chúa để ngõ hầu con biết Chúa, hầu cho con được ơn trước mặt Ngài. Con biết Chúa để rồi con và dân của Chúa có thể được ơn trước mặt Chúa, và được ơn và khiến cho mọi người xung quanh có thể nhận biết là chúng con là con cái của Ngài. Dân Israel họ biết được công việc của Chúa, nhưng họ không biết đường lối Chúa, cho nên cứ mỗi lần mà xảy đến trên đời sống của họ, cứ phàn nàn, họ lầm bầm, bởi sao họ không biết Chúa. Như Môi-se, bởi vì ông biết Chúa. Và Kinh Thánh trong Phục truyền Luân Lễ Ký, cái chương cuối cùng cho chúng ta thấy rằng là ngay cả dân Israel từ trước về sau không ai có thể thi hành những dấu kỳ phép lạ giống như Sa-mơn, không ai có thể được gặp Chúa mặt đối mặt với Sa-mơn, giống như Môi-se. Cầu xin Chúa cho chúng ta được đi vào trong chỗ nhận biết Ngài. Lý do chúng ta không có đức tin bởi vì chúng ta không biết Chúa. Lý do chúng ta không có đức tin là bởi vì chúng ta nhìn vào nan đề, chúng ta không nhìn vào Chúa. Chúng ta không nhìn vào lời Chúa hứa. Lý do chúng ta không có đức tin bởi vì chúng ta tập chú vào sống cho riêng mình mà thay sống cho cái lời tiên tri, cái điều hứa Chúa hứa dành cho chúng ta. Và do đó bởi vì chúng ta tập chú vào cho chúng ta, và chúng ta nghĩ cái lời tiên tri đó cho chúng ta. Nhưng mà hãy nhớ rằng á, chúng ta được Chúa gọi, chúng ta Chúa cứu chúng ta để chúng ta trở thành nguồn phước cho thế giới. Cho nên cái lời tiên tri nào Chúa dành cho chúng ta, nó không phải chỉ cho chúng ta, mà nó dành cho đời sống, xuyên qua đời sống chúng ta, Chúa đem phước lành đến cho thế giới, cho hội thánh của Chúa, cho những người xung quanh chúng ta. Và đó, chúng ta cần cái chìa khóa sống đắc thắng đó. Chúng ta luôn luôn nhờ huyết của Chúa Giêsu, chúng ta luôn luôn công bố, và chúng ta không không sống cho chính mình nữa, nhưng mà sống cho đấng đã kêu gọi mình. Giống như Khải Huyền đoạn 12 câu 11. Chúng ta thắng nhờ huyết chúng con lời chứng, và không tham sống sợ chết. Lý do mà chúng ta không nhận lời tiên tri bởi chúng ta không đức tin, bởi chúng ta ghét người tiên tri. Tin nơi tiên tri nhưng mà ghét người tiên tri. Ghét những ai? Ghét những người nào nói thẳng với mình. Giống như vua ông có một số tiên tri bên cạnh ông để nói hùa theo ông, nhưng mà người tiên tri mà nói lẽ thật, nói sự công chính thì không có. Lý do chúng ta không có đức tin là bởi vì có sự tự ti mặc cảm, luôn nhìn về mình. Môi-se nhìn thấy mình cà lăm, mình không nói được. Jeremy thấy mình còn non trẻ. Khi Gideon nhìn thấy rằng tôi sinh ra trong gia đình nhỏ bé, chỉ tộc tôi cũng chỉ tộc nhỏ, mà tôi là người nhỏ nhất trong gia đình. Cho nên khi mà chúng ta bị định kiến bởi những cái nhìn về chúng ta sẽ không có đức tin. Bởi vì khi mà Chúa bày tỏ cho chúng ta cái điều gì đó, nó không phải như tôi đã chia sẻ chúng ta trước đây đó. Khi mà Chúa nói đó, ngươi sẽ ta sẽ ban cho ngươi cái này, ngươi sẽ làm điều này đó, không có nghĩa là mình chúng ta làm. Chúa đồng công với chúng ta. Chúa kêu chúng ta, Chúa nói rằng Chúa sẽ dấy chúng ta lên là một 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 doanh nhân, và chúng ta trở nên người giàu có, để là gì? Để cho công việc nhà Chúa, để mở mang vương quốc của Chúa. Và khi đó chúng ta không có làm một mình, Chúa làm với chúng ta. Chúa sẽ nối kết những mối là quan hệ cho chúng ta, Chúa sẽ uốn nắn chúng ta, Chúa dạy chúng ta làm sao chúng ta trở thành một doanh nhân. Nếu chúng ta được gọi Chúa để hầu với Chúa, là người rao giảng tin lành với dấu kỳ phép lạ, có nghĩa là chúng ta giảng nhưng mà Chúa thay đổi lòng người ta, và chúng ta giơ ta lên cầu nguyện là Chúa chữa lành cho người khác. Đó không phải là chúng ta và Chúa cộng tác với nhau, Ngài đồng công với chúng ta trước chúng ta. Cho nên chúng ta biết cái câu Kinh Thánh mà rất là thường xuyên nói trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20 đó: Đức là bởi quyền năng tác động trong chúng ta.
thế làm trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin và chúa chúa tác động trong chúng ta để chúng ta có đức tin và chúng ta bước ra chúng ta làm và cho nên cái điều mà chúng ta làm nó sẽ trỗi hơn những gì chúng ta cầu xin và suy tưởng. Và tại sao vậy? Khi mà Chúa gọi chúng ta đó, cái sự kêu gọi Chúa cho chúng ta đó, nó luôn luôn nó không có giống như chúng ta nghĩ. Dân Israel cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, cho chúng con một đấng Messi. Nhưng mà trong đầu họ, đấng Messi này phải sanh ra trong dòng dõi của David, người đó phải sinh ra trong hoàng cung, không thể nào ở trong chuồng chiên máng cỏ, không thể nào ở tại nơi quê hương của Ngài tại Nazareth. Khi chúng ta có định kiến, chúng ta không nhận lời tiên tri của Chúa. Tôi cầu nguyện với Chúa cho con có người vợ để con cùng con hầu với Chúa. Nhưng mà tôi định kiến là Chúa, người vợ con không phải là người ở Việt Nam. Con không muốn lấy người vợ ở Việt Nam. Bởi vì con sợ rằng con cái người đó không quen biết, rồi người đó sẽ qua bên nước Úc này, bởi vì người đó muốn sống Úc này chứ không phải bởi vì người đó hầu với Chúa. Tôi định kiến. Cho nên những cái cơ hội Chúa đưa mình đi về Việt Nam để mà tôi không làm dò mãi chứ. Là sự định kiến. Sự định kiến của chúng ta là một sự ngăn trở lớn cho cái lời tiên tri nó không được thực hiện. Dân Israel khi Chúa kêu họ chiến thắng thành Jericho, Ngài kêu họ làm gì? Ngài không kêu họ xây những vũ khí, làm vũ khí này vũ khí kia, Ngài kêu họ chỉ đóng quân thành Jericho thôi. Khi là Naaman muốn được chữa lành, ông định kiến trong đầu, mình gặp và tiên tri này, ông sẽ ra, ông gặp mình, ông giơ tay, ông làm cái này, làm kia, rồi mình được lành. Nhưng không, Elise không thèm gặp ông Elise nói rằng, hãy xuống sông Giô-đan tắm 7 lần, muốn lành thì làm ở đó đi. Cho nên những định kiến mà chúng ta có, chúng ta sẽ không bao giờ mà trải nghiệm được. Ngay cả thành Samri, một vị quan mà khi Elise nói ngày mai đó thì các ngươi sẽ được ăn no đủ và vâng, trong khi mà cái thành đó bị đói và người ta phải ăn 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 thịt người và ăn phân của loại súc vật, ông tin nên ông chết. Cho nên khi mà Chúa gọi chúng ta, Chúa kêu chúng ta làm gì đó, Chúa đòi hỏi một đức tin tuyệt đối để cái lời tiên tri được hình thành. Khi Chúa gọi Gideon, ông có 32.000 người sẵn sàng đi đánh trận với ông. Wow! Ông hô một tiếng lên có 32.000 người đến. Nhưng Chúa kêu thử hết, cuối cùng còn lại có 300 người. Và 300 người này ông tiêu diệt một đạo binh của Madian hàng ngàn sa số. Cho nên khi mà chúng ta có sự kêu gọi của Chúa, chúng ta có đức tin nơi Chúa, chúng ta phải 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 biết rằng, phải khám phá rằng, phải tin rằng cái điều Chúa kêu chúng ta thường thường rất là khó và rất là ngạc nhiên, trí óc của chúng ta không hiểu được. Do đó đời sống ta cần phải đầy dẫy tin của Chúa, đầy dẫy đức tin, chúng ta mới đạt được điều này. Đó tại sao trong công vụ đoạn 6, một trong điều mà công vụ đoạn 6 cho chúng ta thấy đó, để tiêu chuẩn để chọn những người mà để hầu với Chúa, bưng bằng giỏ bằng tiệc, là họ đòi hỏi là những người có tiếng tốt, người họ phải đức tin và đầy sự khôn ngoan. Chúng ta coi cái đó chỉ có việc vưng bàn tiệc thôi, đòi hỏi cái đức tin trong đó. Cho nên nếu mà trong hội thánh của chúng ta, trong ban chấp hành hội thánh chúng ta, trong ban lãnh đạo chúng ta đó, mà nếu như chúng ta một sư có đức tin rồi vài người nào nữa có đức tin, nhưng mà cái ông thủ quỹ ông không có đức tin, kêu chúng ta, Chúa kêu xây nhà thờ, Chúa kêu làm cái gì đó, thủ quỹ không chịu chí tiên, thì làm sao chúng ta hiệp một làm công việc Chúa được? Và do đó chúng ta cần phải phải có cái đức tin và không có một chút nghi ngờ, chúng ta không để xác thịt điều khiển chúng ta. Cho nên chúng ta cần có đời sống đầy dẫy Thuộc Linh. Chúng ta bước đi trong Thánh Linh Chúa, nhờ Thánh Linh của Chúa giúp đỡ chúng ta không sống theo xác thịt, những dục vọng của chúng ta, bởi vì dục vọng của chúng ta đi ngược lại với Thánh Linh của Chúa và nó trái ngược với sự mặc khải của Chúa cho chúng ta. Cho nên chúng ta không làm được cái điều mà chúng ta muốn, chúng ta không làm được cái khải tượng mà Chúa cho chúng ta. Chúng ta cũng thấy được khi mà Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trong Matthew đoạn 4 đó. Chúng ta thấy rõ một cái điều, đó là Satan đến cám dỗ Ngài. Cám dỗ để làm gì? Để Chúa tin
mà tin cái điều mà Đức Chúa Trời không muốn, tin cái điều để thỏa mãn cho mình chứ không sáng danh Đức Chúa Trời. Cho nên Satan biết Chúa Giêsu đói, và trong lúc mà Ngài đói nhất và Ngài sắp sửa chấm dứt cái cơn kiêng ăn của Ngài thì nó đến vào trong Ngài 40 và nó nói: Chúa, nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời thì hãy hóa bánh này thành hóa đá này thành bánh ăn đi. Có nghĩa là ma quỷ luôn luôn có một cái cho chúng ta một cái đức tin, mà đức tin đó nó cho cái ích lợi của mình, nó cho cái thỏa mãn cái một cái nhu cầu, một cái thỏa mãn con người xác thịt chúng ta một lúc nào đó. Và có nhiều người có đức tin nhưng mà chúng ta đức tin đặt cái sai chỗ, và đó là tại sao chúng ta không thành được những gì mà Chúa dành cho mình. Bởi vì cái đức tin mà chúng ta có nó chỉ ô nhân danh Chúa tôi có sẽ có nhà, tôi có xe mới, tôi sẽ có cái này cái kia chỉ cho chúng ta. Và đó là điều mà chúng ta phải cẩn thận. Cho nên bông trái của Thánh Linh Chúa ở trong đời sống chúng ta rất là quan trọng. Chỉ có bông trái Thánh Linh của Chúa mới giúp chúng ta làm những công việc vĩ đại của Chúa mà đời sống chúng ta còn bền vững. Nếu thiếu bông trái của Thánh Linh của Chúa, chúng ta sẽ làm công việc Đức Chúa Trời, chúng ta có thể vĩ đại một thời gian, nhưng mà một ngày nào đó những hoạn nạn, những thử thách, những cám dỗ đến và chúng ta sẽ không chịu đứng nổi được. Do đó chúng ta cần sống bởi lời của Chúa để giúp chúng ta chiến thắng sự cám dỗ, chiến thắng những cái mưu trước của ma quỷ. Và muốn muốn có cái muốn được đức tin của chúng ta cho cái lời tiên tri chúng ta được hình thành, chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải chiến đấu. Chúng ta không thể nào im lặng rồi mong rằng cái điều mà Chúa hứa cho chúng ta nó hình thành. Chúng ta cần phải có một cái thói quen, tập cho mình một thói quen, lắm khi mà chúng ta gặp những cái hoạn nạn, gặp những hoàn cảnh nào đó rồi đang xuống dốc, chúng ta nhìn vào, chúng ta nhìn vào trong gương và chúng ta cầm cái quyển kinh thánh với chúng ta. Nếu mà chúng ta nhìn thấy mình sợ hãi, mình nhìn vào gương mình chỉ thấy chúng ta là sợ hãi, thấy mình lo lắng, thấy mình cái chuyện này không được đâu, chúng ta nhìn vào trong gương chúng ta sao sẽ thấy như đó. Nhưng mà chúng ta dở kinh thánh ra, chúng ta nhìn vào kinh thánh. Và chúng ta tuyên bố những gì Kinh Thánh nói. Tôi là người được Đức Chúa Trời sinh ra. Và những người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng được thời gian. Tôi sẽ chiến thắng được cái hoạn nạn này. Tôi chiến thắng được cái khó khăn này. Tôi chiến thắng được cái thử thách này. Vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời đã chiến thắng thời gian, ấy chính là đức tin của tôi. Trong danh của Chúa, tôi khai phóng đức tin cho tôi như này, cho Phong như này, tôi khai phóng đức tin như này và tin Chúa không một chút nghi ngờ. Nhìn vào, thay vì nhìn vào chính mình vô Kinh Thánh, để chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, nhìn vào cái gương chúng ta thấy là tôi gì, tôi nhút nhát nè, tôi sợ hãi nè, tôi làm không được nè, tôi không có tiền nè, tôi không có gì. Chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy cái này. Nhưng mà chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, chúng ta nói lời Chúa nói, tôi làm được mọi sự bởi Chúa, với lời Chúa đấng ban thêm sức cho tôi. Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì cả. Tôi làm, Chúa kêu tôi làm gì, tôi làm được cái điều đó. Chúng ta nhìn vào Kinh Thánh và chúng ta thấy. Hãy, tôi khuyến khích chúng ta hôm nay phải thử điều này đi. Nhìn vào gương và nhìn cầm cái quyển thánh, lật cái những trang nào đó chúng ta đánh dấu, chúng ta công bố, và chúng ta sẽ thấy được cái đức tin chúng ta được bùng phát lên rồi. Thứ hai là cái phần hồn. Phần hồn bao gồm tâm trí, cảm xúc, ý chí chúng ta. Chúng ta có ba phần: chúng ta có xác, chúng ta có hồn và chúng ta có phần linh. Cái phần hồn, phần xác chúng ta là cái vỏ bên ngoài, bên trong của chúng ta là cái phần hồn. Phần hồn của chúng ta là điều khiển chúng ta để chúng ta nói. Nếu như mà phần hồn của chúng ta là sợ hãi, chúng ta sẽ nói ra sự sợ hãi. Phần hồn của chúng ta nếu mà có cái sự giận dữ đó, ai nói gì chúng ta sẽ nói ra giận dữ. Phần hồn chúng ta mà có sự tổn thương cay đắng không tha thứ, chúng ta sẽ nói ra. Cái phần hồn chúng ta nó sẽ hình thành những gì mà chúng ta chứa đựng ở trong đó, bởi vì nó chứa đựng ở trong lòng của chúng ta. Và chúng ta có một phần nữa rồi là phần tâm linh. Cái phần linh của chúng ta nó cũng nằm ở trong cái xác của chúng ta. Và do đó chúng ta con người chúng ta thường thường ít có ai mà chú trọng phần hồn á. Bởi chúng ta chú trọng cái vỏ chúng ta, ăn mặc chúng ta dòm ăn mặc làm sao đẹp, rồi làm sao chúng ta có này nhà cửa. Chúng ta chú trọng cái xác chúng ta không chú trọng cái hồn.
mà chúng ta không thanh tẩy những cái sự suy nghĩ xấu, những sự giận hờn, những cay đắng, không nghĩ đến làm sao mình thanh tẩy cái miệng của mình, lầm bầm oán trách, chúng ta không thanh tẩy này. Và tại sao chúng ta không thanh tẩy được điều này? Bởi vì chúng ta không không tập chú vào phần linh của chúng ta. Chúng ta cần có lời của Chúa, chúng ta cần có lời hứa của Chúa, chúng ta cần có đọc lời của Chúa, chúng ta cần suy gẫm lời Chúa để tâm linh chúng ta được lớn lên, tâm linh chúng ta được mạnh mẽ. Và khi tâm linh chúng ta mạnh mẽ thì cái phần hồn của chúng ta nó tiêu cực của những xác thịt chúng ta không kiểm soát được, mà tâm linh chúng ta kiểm soát phần hồn của chúng ta, và phần hồn chúng ta kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Bởi vì linh đã kiểm soát nắm được phần hồn. Đó tại sao Chúa Jesus nói các môn đệ của Ngài là khi mà họ không không cầu nguyện với Chúa được, và Chúa Jesus nói tâm thần thì muốn lắm, tuy nhiên phần linh thì muốn lắm, nhưng mà xác thịt yếu đuối. Xác thịt chúng ta bao bao gồm là cái xác của chúng ta, bao gồm phần hồn của chúng ta. Cho nên bởi vì những lý do này, chúng ta không không nhận được những gì Chúa hứa cho chúng ta. Dân Israel khi họ Chúa có quyền năng, Ngài cứu họ đem ra khỏi Ai Cập, nhưng mà Ngài không đem họ vào đất hứa được, bởi vì Ngài không họ không có thể nào bỏ được cái Ai Cập ở trong trí của họ. Ngài hứa cho họ đất hứa nhưng mà họ không bỏ được Ai Cập trong đầu của họ, bởi vì họ còn nhớ giữa Ai Cập, họ còn nhớ dưa dưa kiệu, họ nhớ củ hành, họ còn nhớ thịt, họ còn nhớ những cái điều mà họ từng sống ở Ai Cập, và tâm trí họ không có ở trong đất hứa, và do đó họ không vào đất hứa được. Cho nên đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta khi gặp những thử thách, gặp những nghịch cảnh đến cho chúng ta cần đặt hy vọng nơi Chúa. Chúng ta không để phần hồn chúng ta kiểm soát chúng ta, mà chúng ta để đời sống chúng ta đặt hy vọng nơi Chúa. Châm ngôn đoạn 13 câu 12, hy vọng bị trì hoãn khiến lòng đau đớn, nhưng ước mơ được thành là cây sự sống. Cho nên hy vọng những lời hứa chúng ta mà trì hoãn, chúng ta sẽ lo lắng, chúng ta sẽ buồn, chúng ta Chúa chưa trả lời chúng ta đau đớn, chúng ta đau khổ, chúng ta buồn bã lắm. Nhưng mà cái hy vọng chúng ta, cái ước mơ chúng ta đặt nơi Chúa, chúng ta kiên định nơi Chúa, nuôi mình ở trong xứ, nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy được những điều gì mà chúng ta ước ao Chúa sẽ làm thành. Cái nan đề phần hồn của chúng ta là bởi vì chúng ta không có tha thứ. Đây là điều rất là quan trọng nữa. Tôi nhớ câu chuyện mà Chúa Sư kể, một người mắc nợ vua một số tiền rất là lớn mà không khả năng trả, và ông đến xin vua cho ông ta trả từ từ, ông trả sau đó bởi vì ông có khả năng trả, và ông vua xóa nợ của ông. Khi anh chàng này trở về thấy người bạn của mình mắc nợ, và anh bắt người bạn mình trả nợ, và người bạn nó xin cho tôi từ từ để tôi không có tiền tôi trả, ông này bắt người bạn mình thảy vào trong tù. Và vua nghe được điều này, ông thảy cái người này vào trong tù, và người đó ở trong tù và bị hành hạ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái người cai tù đó có một cái nghĩa nữa, đó là cái người mà hành hạ. Và cái người cai tù này hành hạ người này cho đến khi trả hết nợ. Cho nên khi mà chúng ta không tha thứ, chúng ta không bao giờ mà bước vào trong đất hứa Chúa dành cho chúng ta được. Chúng ta không thể được, bởi sự cay đắng không tha thứ. Nó thúc độc cho đời sống chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta, cái phần hồn chúng ta có vấn đề, chúng ta sẽ không thấy được những điều mà Chúa hứa dành cho mình. Chân lý không thể thực thi được vì tâm trí chúng ta không hợp lý. Chúng ta nhìn thấy, ồ, cái chuyện này không được, không xảy ra được. Nhất là chúng ta không có đức tin. Thứ hai là nan đề phần hồn. Thứ ba là không có sự kiên nhẫn. Samuel không kiên nhẫn được. Saul không kiên nhẫn được bởi vì Samuel nói ông là phải chờ 7 ngày. Tới ngày thứ bảy, Saul không thấy Samuel đến, và ông dâng của lễ. Và dâng của lễ chỉ dành cho những thầy tế lễ, và ông đã dâng của lễ. Ông đánh mất những lời hứa của Chúa dành cho mình, đi trước thời điểm của Chúa. Cái người không kiên nhẫn sẽ sản sinh ra Ít-ma-ên, là con người của xác thịt. Chúng ta thấy Abraham,
diễn giải lời tiên tri của Chúa hứa cho mình là Chúa sẽ cho ông một đứa con, và Chúa sẽ cho con, cho ông dòng dõi, ông sẽ đông như sao trên trời, trên cát bãi biển. Nhưng mà ông diễn giải sai. Ông nói, ông thấy vợ mình già quá, lớn tuổi quá, không thể khả năng sinh con. Cho nên nếu mà mình ngủ với Aga thì sẽ sinh con. Đúng, ông sinh con, nhưng mà sinh ra Ít-mơ-ên, dòng dõi xác thịt. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết Hebrew đoạn 10 câu 36, anh chị em cần kiên trì để sau khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là những gì mà Chúa muốn chúng ta làm, những gì Chúa muốn chúng ta làm trước khi cái lời tiên tri được thực hiện đó, chúng ta cần phải làm theo ý muốn của Chúa trong cái khung tiên tri mà Chúa dành cho chúng ta, cái khung mà thử nghiệm Chúa dành cho chúng ta, thì anh em sẽ hưởng được điều Chúa đã hứa. Amen. Khi cái sự kiên nhẫn là một bài toán rất là khó chịu, phải dùng chữ giống gì, bởi vì lòng của chúng ta, bản chất của chúng ta muốn cái gì cũng lẹ, và cái thời đại chúng ta sống ngày hôm nay là thời đại của mì ăn liền. Chúng ta cứ mong là tiên tri Chúa nói xảy ra cho mình liền. Chúng ta mong là tiên tri của Chúa nói cho chúng ta, nó xảy ra cho chúng ta. Và những người nào thiếu kiên nhẫn thì sẽ làm cái người dễ nóng tánh, dễ người nào mà thiếu kiên nhẫn là người dễ nóng tánh và muốn có liền. Và chúng ta sẽ dễ dàng, chúng ta không có thời giờ để ngồi lắng nghe tiếng Chúa, để nhờ Chúa chỉ dẫn, mà chúng ta xử lý giải quyết theo tánh xác thịt của chúng ta. Và bởi vì chúng ta xử lý theo tánh xác thịt của chúng ta, nó dẫn đến điều gì? Chúng ta thay vì chúng ta chờ đợi Chúa để rồi Chúa đem một bứt phá ngoạn mục trên đời sống của chúng ta nhờ cậy sức riêng của chúng ta nhờ cậy con người, chúng ta nhờ vả người này, chúng ta gọi người kia, liên lạc người nọ, chúng ta tính đường này, tính đường nọ. Tôi xin thưa với chúng ta rằng, tôi không cần biết cái lời tiên tri của dự lớn bao nhiêu. Tôi không cần biết là cái lời tiên tri đó nó vĩ đại cách nào. Nhưng mà nếu như chúng ta thiếu sự kiên nhẫn, chúng ta không có sự kiên nhẫn, chúng ta không trông đợi nơi Chúa, chúng ta sẽ không thấy lời tiên tri đó xảy ra đâu. Và nếu ai trong lúc mà thiếu sự kiên nhẫn đó mà chúng ta cố gắng dùng sức riêng của chúng ta, cố gắng nhờ người này, nhờ người kia, xin lỗi nha. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái câu trả lời. Cho nên khi mà có những người mà đến nói với tôi nhờ cầu nguyện mà tôi đưa họ một số vấn đề và tôi thấy họ không chịu làm cái này đó. Và tôi không, vài ba lần tôi không thèm nói chuyện họ nữa. Tôi không trả lời tin nhắn nữa. Cho nên quý vị nào mà thấy mà tôi không gửi tin nhắn cho quý vị là quý vị biết chứ. Tại vì có những chuyện quý vị không chịu làm. Không chịu kiên nhẫn. Không chịu cầu nguyện. Không chịu nhờ cậy Chúa. Nhờ một số cầu nguyện xong rồi, mới lần này cầu nguyện xong rồi cái nhờ người kia chạy hỏi người nọ, làm ơn đi, Chúa là đấng trả lời không phải tôi trả lời, đúng không ạ? Ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ chúng ta, sự giúp đỡ đến từ đâu? Sự giúp đỡ tôi đến từ nơi Đức Giê-hô-va, không phải một sư phong, không phải một sư kiều, không phải một ai đó. Chạy đến với Chúa đi, nhờ cái Chúa trong đời để Chúa đóng cửa lại, tìm kiếm Chúa đi, Ngài sẽ trả lời cho. Ngày nào chúng ta còn nhờ cậy con người, ngày đó Đức Chúa Trời sẽ không làm gì cho chúng ta cả. Và Chúa sẽ đóng tất cả cánh cửa mà chúng ta nhờ cậy đó. Chúa sẽ khiến cho những người mà chúng ta nhờ cậy họ, họ trở nên kẻ thù của chúng ta. Để rồi cuối cùng chúng ta mới học được bài học là chỉ có Chúa mới giúp đỡ tôi được thôi. Ngoài Chúa ra tôi không có phước gì cả. Điểm thứ tư, không quan tâm, trì hoãn và lười biếng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Môi-se trong số ký đoạn 4 câu 24 câu 26, Môi-se trì hoãn không chịu cắt bự cho con. Xíp chút nữa Chúa giết ông trong nhà trọ và ông đánh mất lời tiên tri. Khi Chúa kêu chúng ta làm gì thì làm ngay. Chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến đời sống của mình. Chúng ta tập cho mình một thói quen. Chúa bị kêu cái gì làm liền. Người lãnh đạo kêu chúng ta làm gì làm liền. Đừng bao giờ mà từ 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 hả? Chờ một chút nữa. Chúng ta muốn Chúa làm cái gì liền cho chúng ta, Chúa muốn làm nhanh cho chúng ta tập thói quen là
làm cái gì cho Chúa làm tốt nhất và làm nhanh nhất. Đừng có trì hoãn, đừng có chậm trễ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì một khi mà Chúa đưa chúng ta ra cuộc chiến đó, chúng ta không có sẵn sàng. Chúng ta suy đi tính lại, chúng ta toan tính coi nó lúc nào làm được, chúng ta chậm trễ. Hãy xem những con người mà trong Kinh Thánh mà Chúa dùng họ một cách bất ngờ, giống như David. Thấy tên tên Goliath, ông nhào ra liền. Cái người mà làm biếng, cái người mà chậm trễ, cái người mà trì hoãn, cái người mà kêu và hoài, kêu ơi 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 hoài đó, ha, mà không làm đó. Tôi cũng chán nhân nhân sự lắm. Tại sao vậy? Không tin được. Không thể tin được. Nếu tôi là người, tôi không tin người đó được. Chúng ta nghĩ Chúa tin người đó không? Đặt câu hỏi đó. Nếu như mục sư mình không tin mình được, thì Chúa tin mình không? Cho nên hãy suy nghĩ điều này. Đừng có trì hoãn, đừng có lười biếng. Chúa giao cho gì? Lãnh đạo của mình giao gì? Làm liền. Giải quyết nhanh chóng. Và chúng ta sẽ thấy được rằng khi mà chúng ta giải quyết nhanh chóng, thì khi mà có chuyện gì xảy ra, Chúa đưa chúng ta, Chúa chọn người nào đó mà giải quyết được. Chúng ta hãy đặt tưởng tượng mình vô, giống như mà mình là một ông chủ hay bà chủ nào đó. Trong tất cả nhân viên của chúng ta, cái người siêng năng, có người làm biếng, có một người có chuyện gì đó mà cứ chậm chạp và lúc nào cũng suy đi tính lại. Chúng ta có một cái dự án lớn và chúng ta tìm kiếm một người nào đó để làm cái dự án này cho chúng ta có chọn người làm biếng không? Chúng ta có chọn người mà cứ hứa tới hứa lui hoài mà không làm không? Không, Chúa cũng vậy thôi. Cho nên bắt đầu hôm nay thay đổi cái điều này, trang bị chính mình sẵn sàng để làm mọi việc làm, sẵn sàng lúc nào cũng sẵn sàng để làm mọi việc làm. Daniel đoạn 6 câu 3 nói về Daniel thế này: Daniel vượt hẳn hơn hai vị tể tướng kia và các thống đốc vì ông có thần linh siêu phàm. Vua có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. Thấy chưa? Tôi lặp lại chúng ta nghe lần nữa nha. Daniel vượt hẳn hai vị tể tướng kia và các thống đốc vì ông có thần linh siêu phàm. Thần linh siêu phàm tiếng Anh là cái chữ mà excellent spirit. Tất nhiên là một tâm linh xuất sắc, làm cái gì cũng xuất sắc. Và vua Đa-rốt đã làm gì? Ông có ý định lập Đa-nên để cai trị cả nước thay thế ông. Nếu chúng ta không có tâm linh xuất sắc, chúng ta đi nhóm trễ, chúng ta đi họp trễ, xin lỗi nha. Tôi khuyến khích chúng ta đừng mong làm cái chuyện gì lớn cho Chúa cả. Bởi vì chuyện nhỏ rồi chúng ta đã không 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 xong rồi thì làm sao chuyện lớn. Xin hãy nhớ điều này. Điểm tin năm mà những lời tiên tri chúng ta cản trở lời tiên tri mà không sử dụng chúng ta được. Chúng ta giải thích và áp dụng lời tiên tri sai. Áp dụng lời tiên tri không đúng như Chúa đòi hỏi. Chúa sai Saul tiêu diệt dân Amalek và tất cả những gì thuộc về ông. Nhưng ông không làm theo lời Chúa hoàn toàn. Ông áp dụng lời tiên tri mà Chúa kêu ông, cái sứ mạng của Chúa kêu ông một phần thôi. Ông suy nghĩ theo lý trí, ông chừa lại những con chiên béo mập và để mà ông dùng lý do để dâng cho Chúa bất cứ lý do gì. Rồi ông để là tên vua Aga còn lại để mà ông dẫn đi diễu hành cho mình là chiến thắng. Ông dùng những điều họ nghĩ cái hợp lý, họ nghĩ kinh tế hay bất cứ điều gì thì nó sẽ không xảy ra. Rồi lý do cái lời tiên tri mà đến với chúng ta đó, nó không sẽ đến cho chúng ta, đó là sự kiêu ngạo. Lucifer sa ngã bởi vì năm lần Lucifer đã nói là ta sẽ làm cái này, ta sẽ cái kia, ta sẽ nổi danh, ta bất được, vân vân, ta sẽ. Saul kiêu ngạo bởi vì ông xây một cái đài kỷ niệm cho mình. Ông ganh tị bởi người khác giỏi hơn mình. Sự kiêu ngạo, sự tự cao là một cạm bẫy vô cùng nguy hiểm, bởi vì Chúa ghét cái điều này. Chúa ghét, rất là ghét sự kiêu ngạo. Cho nên khi chúng ta kiêu ngạo, có nghĩa là chúng ta nói chúng ta không cần Chúa nữa. Khi ta nói kiêu ngạo, chúng ta không cần nhờ sức Chúa nữa, mà chúng ta nhờ sức riêng của chúng ta.
Và những ai mà muốn được Chúa dùng, Chúa phải đánh hạ tất cả những sự kiêu ngạo của họ, để họ biết rằng ngoài Chúa ra tôi không làm được gì cả. Tôi làm được là bởi ơn của Ngài, bởi sự thương xót của Ngài, bởi ân điển của Ngài. Và tôi làm điều gì, tôi không có so sánh mình như đó, tôi sẽ hơn người này hơn kia, và tôi không so sánh là tại sao người đó hơn tôi. Tôi chỉ làm bởi vì Chúa cho tôi một talent, hai talent, tôi làm những gì mà Chúa cho tôi, tất cả gì tôi thể làm được. Aaron và Miriam bất mãn bởi vì em của mình là Moses đã cưới cô gái người Cúc, tức là người Ethiopia đó. Và từ cái chuyện gia đình, họ bất mãn gia đình, họ bắt đầu nói cho người khác nghe. Họ nói hành Moses. Và họ khoe mình. Họ nói rằng không lẽ Chúa chỉ phán dạy một mình Moses không mà xong mà thôi. Ngài không dùng chúng ta để phán dạy sao? Họ so sánh mình với đầy tớ của Chúa là Moses. Và khi Chúa gọi hai người đến, Chúa gọi tức khắc hai người tới liền. Và Chúa gặp họ tại cái trại hội kiến. Và Chúa quở trách họ liền, tại sao các ngươi có thể nói hành đầy tớ của ta là Moses? Chúa không nói là tại sao ngươi nói hành em ngươi là Moses. Nhưng mà Chúa là tại sao ngươi nói hành đầy tớ ta là Moses? Cho nên chúng ta cần biết cái vị trí của chúng ta, ngay cả chúng ta là một người 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 cha ở trong gia đình. Con chúng ta là mục sư, chúng ta phải tôn trọng người con của mình là mục sư chứ không phải là con của mình. Trước tòa giảng, ở gia đình là chuyện gì là chuyện khác. Nếu người đó là em của chúng ta tôn trọng người đó bởi vì cái người đó là mục sư, cái người lãnh đạo hội thánh của chúng ta, không phải bởi vì người đó em của chúng ta, mà chúng ta biết em của mình trước đây là gì. Chúng ta phải nói chuyện với em của mình giống như là một cái người mà của Chúa sức giàu. Chúng ta phải hiểu được này. Cho nên khi mà Moses, Aaron và Miriam nó hành Moses, Chúa kêu họ lại và Chúa đã dự định giết họ. Chúng ta biết chuyện gì xảy ra không? Moses phải xin Chúa tha cho họ. Và cuối cùng Aaron được 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 tha, nhưng mà Miriam bị phun và ở ngoài trại cho 7 ngày ở chung với những người bị phun. Và sau đó chúng ta không nghe nói gì về Miriam nữa. Xin nghe tôi nói, những ai muốn đi tiên tri, chúng ta phải xử lý cái sự kiêu ngạo, sự khoe khoang, cái sự hòm mình của chúng ta. Giết nó đi, giết nó, mỗi lần xử lý nó liền. Khi mà nhắc đến sự kiêu ngạo, Chúa nhắc tôi, Chúa dạy tôi một điều, và một trong trò chơi mà chúng ta thấy đi vào những cái time zone, những cái chỗ mà trò chơi đó, thì nó có trò chơi đó là có những con thú mà lú đầu lên đó, và chúng ta phải lấy tay chúng ta đấm nó xuống, đánh đánh nó xuống, mà nếu ta đánh nhanh chừng nào thì chúng ta điểm cao chừng đó. Và Chúa cũng giống vậy đó. Khi mà người nào mà kiêu ngạo lú lên, Chúa bụp liền, lú lên, Chúa bụp liền, bụp liền. Chúng ta kiêu ngạo, Satan không đánh chúng ta mà Chúa đánh chúng ta. Bởi chúng ta là bạn, Satan nó đâu đánh chúng ta làm gì đâu. Chúng ta cùng phe với nó mà. Kế tiếp là tấm lòng. Kinh Thánh cho chúng ta biết là có bốn vùng đất. Và tấm lòng của chúng ta là nơi quyết định cái lời tiên tri đó hình thành hay không. Lời của Chúa dành cho chúng ta, cái lời tiên tri của Chúa, nó được gieo trong vùng đất tốt hay không. Chúng ta có tấm lòng thanh cao, tấm lòng yêu thương, tấm lòng nhịn nhục, tấm lòng tha thứ, tấm lòng khiêm nhường. Chúng ta có tấm lòng mà lúc nào cũng dâng sự vinh hiển cho Chúa. Tấm lòng của chúng ta sẽ quyết định được cái lời tiên tri đó xảy ra trên tay không. Trong ngôn đoạn 4 câu 23 nói rằng, trên hết tất cả mọi sự hãy gìn giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do đó mà ra. Cho nên gìn giữ tấm lòng của chúng ta giống như một người chơi đá banh mà là thủ môn bảo vệ cũng thành. Chúng ta phải trở thành một cái người bất cứ cái chuyện gì mà tấn công làm chúng ta bị tổn thương, làm chúng ta giận hờn, làm chúng ta cay đắng, làm chúng ta xô xát, gìn giữ không cho nó vào, không cho nó lọt lưới.
những sự cám dỗ nào đến cho đời sống chúng ta chẳng đứng không cho lọt lưới. Thứ chín, đổ thừa người khác, tự lừa dối chính mình và làm vui lòng con người. Khi Samson kêu Sauler chờ đợi 7 ngày rồi mới dâng của lễ thì Sauler dâng của lễ, lúc đó Samson mới tới. Ông không nhận lỗi gì, ông đổ thừa. Tại vì quân thù đã vây quanh tấn công, rồi các binh sĩ nản lòng, cho nên bởi vì tôi mới dâng của lễ. Đừng bao giờ đổ thừa. Hãy nhận lỗi của mình. Hãy nhận lỗi của mình. Nếu chúng ta sai, chúng ta nói sai. Đừng sợ người khác coi thường chúng ta. Thật sự người khác sẽ tôn trọng chúng ta hơn khi chúng ta nhận biết mình sai. Một sư mà tôi quen biết là một sư Giang Tốt Dông. Ông kể lại là một lần kia ông thấy một cái nơi đó rất là tốt, và ông đặt tiền cọc mua. Ông thấy rất hợp lý, ông đặt tiền cọc mua và ông không hỏi Chúa. Và sau khi ông đến với Chúa cầu nguyện và Chúa nói rằng ta đâu kêu con mua đâu. Và ông phải tranh đấu, là một là mình nói trước hội thánh là tôi đã sai, tôi đã dùng 250.000 đô để mà đặt cọc cho cái nơi này, số tiền rất là lớn. Và ông nói rằng ông phải đối diện với trường hợp này, và cuối cùng ông phải bước ra và ông xưng tội trước hội thánh là ông đã sai, ông tự động, bởi vì ông không không cầu hỏi Chúa. Và ông thấy rằng giá rẻ hợp lý, có chỗ đậu xe, có bãi đậu xe và tất cả mọi sự tốt, và ông nói ông không cầu hỏi Chúa, ông xin lỗi hội thánh. Chúng ta biết điều gì không? Ông trả lời với ông kể lại rằng hội thánh bắt đầu giống như là rất là tôn trọng ông và ngưỡng mộ ông. Họ trả lời chúng tôi không cần một mục sư tài năng làm cái chuyện gì vĩ đại, nhưng mà tôi cần một sư một người mục sư vâng lời Chúa, kính sợ Chúa. Cho nên là con cái của Chúa là những người nhân sự trong hội thánh. Quý vị đừng bắt lỗi mục sư mình khi mục sư mình sai. Nhưng mà khi mục sư mình sai, bởi vì chúng ta nên biết rằng họ là người của Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ là con người, họ sẽ có sai. Nhưng mà khi họ sai, chúng ta phải nhìn thấy rằng chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì họ nhận sai, và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một người mục sư kính sợ Chúa. Họ không sợ mất mặt, họ không cảm thấy xấu hổ khi họ xưng lỗi của họ trước mặt chúng ta, và chúng ta cùng nhau gánh vác, cùng nhau vượt qua. Và ông làm chứng lại rằng sau đó thì con người đến hẹn gặp ông, và trong lúc đó ông bận, ông không có mặt ở đó, và người đó để lại cho một bao thờ. Thì sau khi ông mở cái bao thờ đó ra thì ông không biết người này. Ông mở bao thờ ra thì trong bao thờ đó có 300.000 luôn. Chúa tôn trọng chúng ta khi chúng ta không đổ thừa. Đừng có tự lừa dối mình. Đừng có giấu giếm để người khác vui lòng với chúng ta. Chúa sẽ thưởng cho chúng ta. Và điểm thứ 10 đó là không vâng lời. Ở sau đó 1 câu 19 câu 20, nếu ngươi mong muốn và vâng lời, các ngươi sẽ ăn sản vật tốt lành của đất. Nhưng nếu các ngươi từ khước và phản loạn, các ngươi sẽ bị gươm ăn nuốt, vì miệng Chúa đã phán. Sau bên nhất đoạn 15 câu 22, 23 thế này. Ông sau bên nói với Sauler, dân của lễ toàn thiêu và sinh tế có làm Chúa vui lòng bằng sự vâng lời Chúa không? Vâng lời chắc chắn tốt hơn dân sinh tế, chú tâm nghe theo tốt hơn dân mở chiên đực. Vì phản nghịch khác nào tội bói toán,
kiêu ngạo khác nào tội thờ hình tượng. Vì vua đã gạt bỏ lời Chúa nên ngài cũng gạt bỏ vua, không cho vua cai trị nữa. Saulo đã được ngai vua, nhưng mà ông đánh mất ngai vua. Khi Chúa ban cho chúng ta một điều gì, không ai thể giành cái điều mà Chúa ban cho chúng ta. Không ai cướp cái điều gì mà Chúa dành cho chúng ta được, bởi Chúa ban cho chúng ta. Cho nên kẻ cướp mà có thể cướp đi những gì của chúng ta là chính chúng ta. Chính chúng ta tự cướp đi những gì thuộc về mình. Cái kẻ chúng ta không sợ cái kẻ phá hoại những gì mà Chúa phá hoại chúng ta chỉ sợ là chính chúng ta phá hoại những gì Chúa cho mình. Và Sao-lơ là tự phá hoại những gì Chúa cho mình. À, chúng ta nghe lời thế này: vì vua đã gạt bỏ lời Chúa, vì vua đã gạt bỏ lời Chúa nên ngài gạt bỏ vua, không cho vua cai trị nữa. Đánh dấu câu này. Cho nên khi chúng ta sống theo xác thịt, chúng ta sống theo lễ nghi tôn giáo giống như Sao-lơ, à, ông bắt mọi người phải kiêng ăn rồi đánh trận, ai cũng đói trận, không có đủ sức đánh trận. À, nhiều khi chúng ta khi chúng ta không còn vâng lời Chúa đó, chúng ta sẽ giữ bề ngoài rất là hay, chúng ta làm cái tôn giáo, vẻ tôn giáo rất là tốt, nhưng mà lòng chúng ta xa cách Chúa. Cho nên đừng có thay thế cái lễ nghi tôn giáo, sự phục vụ Chúa hoành tráng bên ngoài, dùng cái đó để che lấp cái sự không vâng lời của lễ. Những cái bề ngoài nó không thể so sánh bằng cái sự vâng lời Chúa. Sau đây là những điều mà chúng ta cần chú ý. Chúng ta nhìn thấy vâng lời một phần. Vua Sở Lơ, ông chỉ vâng lời Chúa một phần thôi. Chúa kêu ông giết những con thú, những người Amalek, ông chỉ làm một phần thôi. Vâng lời một cách miễn cưỡng. Jonah sau khi mà ông bị thấy vào trong cái miệng con cá lớn, ông đi ra, ông giảng tin lành, ông giảng miễn cưỡng, vâng lời một cách chậm trễ, giống như là Abraham, ông chậm trễ, vâng lời một cách trong Thánh Ký đoạn 12 chúng ta nói đến là Chúa sai ông đi một khoảng thời gian sau ông mới đi. Chúng ta vâng lời bị bắt buộc, vâng lời bị tính toán, chúng ta tính toán rồi chúng ta mới vâng lời. Chúa đòi hỏi nơi chúng ta vâng lời Chúa một cách tuyệt đối, và Chúa giúp đỡ chúng ta trong điều này, chúng ta cũng cầu nguyện. Thưa Chúa, mỗi người chúng con tại đây, chúng con đều mong muốn rằng chúng con thấy Chúa làm những công việc lớn lao lạ lùng cho chúng con và qua chúng con. Nhưng hôm nay chúng con học được bài học là có những sự ngăn trở khiến chúng con không làm thành được những gì Chúa hứa dành cho mình. Ở cầu nguyện lẽ thật hôm nay của Chúa soi sáng chúng con, và Chúa chỉ ra những khía cạnh nào trong đời sống của chúng con đã cản trở Chúa, cản trở sự kêu gọi của Chúa, cản trở phép lạ của Chúa, cản trở sự giúp đỡ của Chúa. Xin Chúa chỉ ra cho chúng con. Có thể đó lắm là cái sự nghi ngờ. Và Chúa xin giúp cho chúng con cái đức tin như này, con khai phóng đức tin như này, để chúng con có thể tin cậy nơi Chúa. Và ngay cả những lúc mà chúng con không có gì để tin, chúng có thể ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, bởi vì chúng con tin nơi Chúa. Không bao giờ bỏ chúng con. Ở cầu nguyện Chúa thanh tẩy phần hồn của chúng con. Những sự cay đắng, những không tha thứ, những ô uế trong đời sống của chúng con, Chúa thanh tẩy. Để con được trong sạch trước mặt Ngài. Chúa ơi, cầu nguyện Chúa cho chúng con có khả năng sự kiên nhẫn trong đợi nơi Chúa. Cũng cho kiên nhẫn chờ đợi. Giống như người nông phu, cho con chờ đợi, cho con gieo giống, cho con chờ đợi tới lúc mà chúng con sẽ gặt. Cho chúng con tin tưởng rằng chúng con có gieo, chúng con có gặt.
Chúng con biết rằng có kỳ gieo và có kỳ sẽ gặt hái. Và chúng con trong đời, chúng con biết chúng con đã gieo và chúng con biết rằng sẽ có lúc chúng con gặt lại. Cầu nguyện cho mỗi đời sống chúng con có một tâm linh xuất sắc, một tâm linh siêu phàm. Chúng con làm gì? Chúng con làm thật là tốt. Chúng con không đợi người ta nhắc nhở, ai nhắc nhở chúng con, người lãnh đạo nhắc nhở chúng con. Chúng con ý thức được công việc chúng con được trao và chúng con làm hết mình. Chúng con không biện hộ, chứ không 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 đó là tại sao sai, không sai tôi và sai người này sai người kia, không sai người này kia mà sai tôi. Nhưng mà chúng con cảm thấy được rằng những người lãnh đạo cho chúng con được một cái ơn cơ hội để cùng chúng con phục vụ Chúa. Vì Chúa hứa, Chúa sẽ hứa với chúng con rằng ai hầu việc cha ta ắt tôn quý người. Còn cảm ơn Chúa vì những người lãnh đạo cho chúng con cơ hội để phục vụ Chúa, để rồi Chúa bày tỏ rằng Ngài tôn quý chúng con. Cầu nguyện Chúa cho chúng con nhìn thấy được rằng chúng con có sự khôn ngoan, có sự hiểu biết từ nơi Chúa, sự mặc khải từ nơi Chúa, để chúng con không giải thích cái lời tiên tri và hành động lời tiên tri một cách sai. Chúng con đi quá sớm, hoặc là chúng con nghĩ rằng chúng con phần làm này để là ý Chúa. Xin Chúa bày tỏ chúng con cách rõ ràng để con đi trong ý của Ngài. Cất khỏi chúng con sự kiêu ngạo, so sánh mình với người khác, tự khoe mình, tự tôn cao mình. Và lắm khi chúng con dễ dàng cướp lấy sự vinh hiển của Chúa. Xin tha thứ cho chúng con. Xin chúng con bước đi trong sự khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa. Chúng con bước đi với cái sự nhận thức rằng ngoài Chúa ra chúng con không làm được gì cả. Chúng con nhận thức rằng Chúa ơi, Ngài có cho những anh chị em chung bên cạnh chúng con, họ có những ơn hơn con, họ có tài năng hơn con. Vậy chúng con biết nhờ những người đó giúp đỡ mình, biết sử dụng những người có ơn, có tài, để người đó thì giúp đỡ chúng con làm trọn gì Chúa muốn chúng con làm. Cho chúng con gìn giữ tấm lòng của chúng con hơn hết. Và cầu nguyện Chúa chữa lành những tấm lòng của chúng con tại đây bị tổn thương, tấm lòng đầy những sự cay đắng. Chúa thay đổi tâm trí của chúng con, những sự kiêu, những tâm trí của chúng con, những định kiến trong tâm trí của chúng con. Nhân danh Chúa cầu nguyện lửa thân Chúa thiêu đốt tất cả những tâm trí của chúng con, tấm lòng của chúng con. Những điều gì bất xứng, không xứng hiệp với những gì Chúa gọi chúng con, thì giờ này xin lửa của Ngài đến thiêu đốt tất cả điều này. Những ham muốn, những dục vọng nào trong đời sống của chúng con. Và Chúa không hài lòng, Chúa ơi, thương xót chúng con và thiêu đốt tất cả điều này. Xin báp têm chúng con bằng thánh linh, bằng lửa của Ngài, để chúng con nóng cháy cho Chúa. Và lửa của Chúa không ngày tàn trên đời sống của chúng con. Nhưng mỗi ngày đời sống chúng con nóng cháy cho Chúa và nóng cháy cho Chúa càng ngày càng nhiều hơn. Xin để cho đời sống chúng con là người luôn luôn đi đâu và chúng con gieo lửa, chúng con mồi lửa tại nơi đó. Đừng để chính chúng con dập lửa của mình, làm tắt lửa của chính mình và tắt lửa của người khác. Xin hãy để chúng con trở thành một sứ giả của lửa của Chúa. Bất cứ nơi nào chúng con có mặt, bất cứ ai chúng con gặp gỡ, con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng con biết sự hạ mình, nhận lỗi khi làm điều gì sai. Chúng con biết thẳng thắn, không sợ xấu hổ, không sợ người khác phê bình và nhận thức được lỗi lầm của mình. Vì Chúa thương xót chúng con khi chúng con nhận lỗi. Và chúng con thấy được Chúa sẽ khiến những người anh em chúng con họ cũng thương xót chúng con, họ yêu quý chúng con bởi vì chúng con là người kính sợ Ngài. Bởi chúng con là người vâng lời Ngài. Xin cho chúng con những người lãnh đạo, chúng con coi cái sự vâng lời Chúa nhiều hơn là mặt mũi của mình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện Chúa cho đời sống chúng con là đời sống vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Không chậm trễ, không trì hoãn, không vâng lời Chúa một cách miễn cưỡng, nhưng luôn luôn sẵn sàng mọi giá để cho con vâng lời Ngài. Để ngõ hầu chúng con sẽ dấy lên một dòng dõi vâng lời một Chúa cách trọn vẹn. Khi chúng con vâng lời Chúa cách trọn vẹn, thì chúng con sẽ sản sinh ra một dòng dõi vâng lời Chúa một cách trọn vẹn. Con cảm ơn Ngài. Con khai phóng những lời này hôm nay cho tất cả tôi con của Chúa, những người nghe sứ điệp này. Con khai phóng đời này là hạt giống trong lòng của họ và không bao giờ rời khỏi họ. Con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.